Thưa quý vị, việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng hiện vẫn đang diễn ra tràn lan. Và điều này thì khiến môi trường kinh tế trực tuyến mất đi sự lành mạnh, giảm thu hút đầu tư nước ngoài. Và nội dung này thì sẽ có trong tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. 50% vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái diễn ra trên môi trường mạng. Mỗi năm hơn 1.500 đơn khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến các giao dịch mua bán trên các nền tảng trực tuyến. Tăng mạnh chế tài để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính là giải pháp cấp thiết hiện nay. Thưa quý vị, mặc dù lực lượng chức năng cả nước đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, đặc biệt trên môi trường mạng vẫn diễn ra rất nhiều và phổ biến đến mức báo động đỏ. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia và đa dạng, phong phú về hình thức khiến cơ quan chức năng khó phát hiện, xử lý. Chốt đơn bán hàng liên tục qua hình thức live stream, khẳng định các sản phẩm thời trang của mình là hàng hiệu nhưng có giá rẻ hơn thị trường. Tuy nhiên, khi bị đội quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra, thì hộ kinh doanh thời trang này lại cho thấy việc quảng cáo không đúng sự thật. Thời điểm kiểm tra, đối tượng khai nhận nhập số hàng trôi nổi trên thị trường, sau đó gắn nhãn giá từ vài trăm đến vài triệu đồng để lừa gạt người tiêu dùng. Trước mắt chúng tôi có phát hiện dấu hiệu hàng giả, hàng lậu có. Đối tượng thì người ta bán hàng ở tại cái nhà riêng đó, không phải mất cái tiền thuê kiosk, nhân viên để bán hàng. Và hai nữa là họ trốn được thuế. Cũng trên các sàn thương mại điện tử và trang web bán hàng, không khó để bắt gặp các sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhưng lại được bán với giá vài trăm nghìn đồng. Chúng ta thấy rằng là nhiều trường hợp các tổ chức cá nhân thì tổ chức bán hàng tại một nơi, hàng hóa thì để một nơi, dẫn đến việc là rất mất nhiều thời gian để tìm ra được cái kho hàng mà các đối tượng này tàng trữ. Bởi vì nếu như chúng ta không xử lý được tận gốc là nơi tàng trữ thì chúng ta sẽ không ngăn chặn được cái hành vi vi phạm. Tính đến đầu năm 2023, cả nước đã có 77,93 triệu người dùng Internet, chiếm hơn 97% dân số. Với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô, nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở để kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, gây xói mòn nguồn thu thuế cũng như niềm tin của người tiêu dùng. Mặt khác, quá trình xử lý chủ yếu chỉ xử phạt vi phạm hành chính, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn. Vấn đề hàng giả trên môi trường mạng cũng là vấn đề rất là nhức nhối. Chúng tôi cũng đang triển khai rất nhiều cái giải pháp đồng bộ khác nhau để nhằm đấu tranh cũng như đẩy lùi cái vấn nạn hàng giả trên môi trường mạng. Trong đó chúng tôi triển khai cái giải pháp tổng thể về phát triển thương mại và bảo vệ người tiêu dùng, như là chúng tôi có hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến, hệ thống đang xây dựng cái hệ thống rà soát để đánh giá cũng như cảnh báo sớm về các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử. Chúng tôi sắp tới đây sẽ nghiên cứu những biện pháp công nghệ mới kết hợp với các cái chủ sàn thương mại điện tử cũng như các cái mạng xã hội để mà định danh một cách chính xác các cái tổ chức cá nhân tham gia trong quá trình thương mại điện tử, và từ đó thì xác định được cái trách nhiệm cũng như là ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong cái việc là kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như hàng không rõ nguồn xuất xứ và vi phạm quyền trên thương mại điện tử. Đẩy lùi hàng giả đòi hỏi cơ quan quản lý phải sửa đổi, thống nhất các quy định, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi của các đối tượng buôn bán hàng giả mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Một khi thực hiện nghiêm, chắc chắn sẽ dẹp bỏ hoàn toàn vấn nạn này. Chống hàng giả vừa là công việc cấp bách, vừa là công việc lâu dài. Cùng với những giải pháp cụ thể của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần tỉnh táo, chỉ mua các sản phẩm chính hãng, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm, sẽ góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.